xin chào cô chú anh chị đến với kênh Thầy Giáo Tí Hon. Cô chú anh chị ơi, mấy ngày gần Tết thì Hùng có bán thêm giò đà điểu rất là ngon luôn, và Hùng rất tiếc là chỉ giao được trong thành phố Hà Nội thôi. Đây ạ, theo yêu cầu hai bạn đến đây cô ơi. Dạ. Yêu cầu hai bạn đến, cô yêu quý quá. Dạ, cảm ơn hai con nhé. Dạ, cô cho con dạ. Thế là của cô là hết bao nhiêu tiền? Dạ, 500. 501 ạ. Ok, 501. Dạ. Cô về, cô ăn này lên xong cô đặt cho bọn con ạ. Rồi. Cô ủng hộ tiếp cho tụi con. Dạ. Cô 501, cô gửi con 600 nhá. Dạ thôi cô ơi. Thôi là cô gọi là cô dạ, cái công ship của các con đi. Dạ xa. Không ra được. Dạ. Qua, dạ. Dạ con cảm ơn cô nhờ. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. À, cô lấy cái gì dạ. Thì cô khác cái số đuôi 82 là của con hả? Số không đuôi 82 là của chị ạ. À dạ. Thôi thằng nhà thì em cạnh nhà nhau. Dạ. Cô cảm ơn nha. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều ạ. Dạ. Rồi, cả nhà ơi đấy, vừa đi xì và cô rất là tốt bụng, cô có 501 rồi nhưng mà cô đưa luôn 600 cho hai đứa. Hai bạn nhỏ quay vlog hả anh? Dạ. Bây giờ bọn Hùng sẽ đi một đơn nữa. Cho anh lên 6 tí cái nào. Dạ. Cho anh lên 6 tí cái nào. Vâng, đi thì chào các bạn nhá. Dạ, vâng. Đường phố Hà Nội những ngày gần Tết. Hôm nay là 26 Tết. Một buổi đẹp trời đi xếp giò. Mà hôm nay đẹp trời thật. Chồng đi hơn đây. Dạ. Xung quanh toàn hoa thôi cô quý chị ạ. Mấy cái hoa đây kia là cái hoa gì? Thế mình mua cái gì để mà bỏ nhà cũng được rồi để cha mai đến. Để em xem nó mua hoa gì. Nhiều quá em không biết mua hoa gì luôn á. Nhiều quá. Nhiều quá không biết đường chọn luôn ấy. Bình nhiều ấy là nhiều. Thì cứ đi ngắm đi xem. Cái hoa này mấy bữa trước nó hình như nó lâu tàn lắm. Cái hoa này lâu tàn. Người cũng đẹp đấy chứ. Anh đừng chụp em đâu. Không. Chụp ảnh lên xa người ta cầm là đông ấy. Thật hoa gì? Cái này là hoa thật hay giả? Thật mà. Thôi nhỉ. Thôi nhìn đẹp như hoa giả này. Đẹp như hoa giả. Nhìn ảo ảo ấy. Hoa này hoa gì? Tí ơi. Hoa này là hoa gì ạ? Cái gì? Không nghe kịp luôn. Đơn Hà Lan đấy. À. Mẫu đơn Hà Lan à? Vâng. À. Nó cắm được lâu không ạ? Cắm được 20 ngày anh ạ. Thế cả? Nó nở nó bung hết rồi nhỉ? Mình không biết tắm cái bình như thế nào ấy. Ôi, hôm nay đi chợ à? Dạ. Trời ơi. Dạ. Thầy gió mới nhận ra. Dạ chị ạ. Nghe giọng bên kia mới nhớ. Dạ. Nhiều quá không biết đường chọn luôn ấy. Con lớn nó cả mắt cái. Quan chợ. Thế thì anh chửi hết ra chỗ đường nào đó. Thuốc đấy con à. Thuốc đấy con không được chờ nhiều đâu chưa. Chờ con phải về rửa tay nhá. Bán được bao
Ở đấy nó cứ hướng tay đây. Có thuốc à? Vâng. Thế thuốc nên dân này phải khám và đều gửi à? Trên này cảm ơn thuốc ấy. Nhưng mà cái này nhìn nó không đỏ đỏ. 300 thuốc. Rồi, thế mua một gói đó ra. Mua vàng tính sau. Đó rồi, mua màu đó thôi, đừng mua màu đỏ. Cầm tư cho bớt cho bạn nhá. Ờ, bớt cho bạn. Đây, được rồi. Lại lấy tiền mừng tuổi đi mua rồi. Lấy tiền mừng tuổi đi mua à? Đó, đúng luôn. Lấy nó mua thêm mớ vàng nữa. Cái hoa này nó để được lâu lắm. Thế á? Thế em đã mua bao giờ cho mẹ biết? Ừ, nhưng mà lần trước về nhà mẹ, mẹ Hồng ấy, mẹ hay cắm cái này nè. Nè, 306. Còn về xong đi tiếp ạ. Dạ. Còn giúp ông này gãy mẹ. Anh ơi, cái này tôi không? Cái này tôi không? Thôi, cứ đi đã. Chứ mình còn đi quay lại mà. Thưa chị ơi, ba anh em đi ship đồ, rồi ghé chợ hoa. Đấy, mua được 3 bông hoa. 3 bó. À, 3 bó. Rồi. Ờ, hoa gì nhỉ? Ờ, thanh liễu. Thanh liễu. Cái này là My định mua trước Tết cơ, nhưng mà tại vì thấy ở gần đó nó hết, xong rồi sẵn đây hôm nay mua luôn, nhưng mà hoa này đẹp thật. À, đấy. Và đây đang dừng ở chỗ Hồ Tây. À, phía sau đây là chùa Trấn Quốc. À, và ở chỗ đối diện đây là có kem Hồ Tây. Đấy, đi qua đây cho nên là Hùng hỏi chơi thôi. Hỏi My ơi có ở lại dừng lại ăn kem không? My bảo có. Thế là đang nhờ anh tiền. Anh ấy sang mua hộ kem bên kia. Ui ôi trời này ăn kem sướng lắm. Cô chú ơi, cô chú ơi kia. Hôm nay là cũng gần Tết rồi. Không biết là cô chú anh chị đã chuẩn bị cho mình những cái vật dụng gì để trang trí đón Tết chưa? Hay là những cái đồ ăn gì để mình ăn Tết chưa nhỉ? Nhà Hùng thì cũng tương đối rồi đấy ạ. Sơ rồi đấy mọi người ạ. Sương rồi đấy. Cái loại ly mà nó có 3 vị này một lúc ấy, tôi bảo mua mẹ luôn. À thế ạ, có loại 3 vị một lúc à? Ăn luôn 3 vị luôn. Rồi ăn xem như nào mình. Trà xanh, vani với sô-cô-la. Ngon không? Ngon lắm. Đấy, và bây giờ không chờ gì, nó chờ nó kem nó chảy ra hết cô chú anh chị ạ. Đấy, và bây giờ thì Hùng xin ăn nhé, ngon không? À, lạnh quá. Dạ. Nhưng mà ngon. Ngon á, để ra Hùng thử nhé mình. Ê, cái rồi mất tay em rồi. Lạnh không? Trời ngon mà. Ngon mà, kem này ngon mà. Trời mùa đông đi ăn kem, thật là thú vị. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Thầy Giáo Tí Hôn. Gì vậy? Nó nói hôm nay là cuối tuần và nhà My có một buổi tiệc nho nhỏ, đó là ăn mừng nhà mới và gọi là gì nha? Chào mừng một bạn từ bên Mỹ về thăm Hùng với My. Hùng My là cái bạn đạt gì kìa. Bạn cao nhất luôn ấy nhỉ. Bạn đấy. Bạn ấy là cái đợt mà Tôm Hùng Alaska ấy, là bạn ấy tài trợ cho vợ chồng Hùng My là Tôm Hùng Alaska, với lại là còn một cái nữa là đó là cua hàng hòn đế, nhưng mà lâu lắm rồi chưa có mua được và chưa quay được video về cua hoàng đế, hẹn lâu lắm rồi. Đây, hôm nay ăn bên nhà chị Minh. Vì bên này nhà Hùng My thì kiểu ít chén bát ấy, nên nó không đủ nên sang nhà chị Minh ăn. Xong rồi ăn tăng 1 sẽ có tăng 2. Tăng 2 là gì? Tăng 2 là chân gà, đúng không? Chân hai là gì? Tăng hai là gì? Đâu? Chân gà. Hai hộp chân gà. Chân gà ngâm chân sả tắc lộn. À? Chân cút lộn nữa à? Với lại gà khô. Được. Đó. Đây là bạn Đàm nha. Okay. Bạn Đàm từ bên Mỹ về chắc là còn một tháng rồi đó. Bạn ấy từ Sài Gòn bay ra thăm vợ chồng Hùng My. Okay. Và tài trợ bữa này. Bữa tiệc hôm nay. Ok. Đâu. Đạt khi nào sang lại bên kia mà Đạt? Dạ đầu tháng 3. Mai là bay vào trong Sài Gòn ăn Tết.
Mai bay vào Sài Gòn. Ừ. Đi chuyến đi 28 tiếng đồng hồ. 28 tiếng. Ờ cái gì đây? Tôm siêu to khổng lồ. To chưa? Rồi ok. Tôm cho chả bá luôn. Có quả tôm, đã mực. Dùng làm rau bên này trước tại vì là bên kia bếp nhà chị Minh hơi cao. Cao quá. Không thể mi không với đi để nhặt rau được nên làm rau rửa rau bên này. Sang bên kia chỉ có dọn ăn thôi. Đấy, lại một tên bê sang nữa. Đây, nhà xa quá. Ờ, xa quá cô chú anh chị ạ. Nhà bên cạnh là nhà chị Minh, anh Pét hàng xóm. Có hàng xóm gần nhà thì rất là tiện luôn. Đấy, nhờ cái gì hoặc là nhậu sơn mà sơn quá là sang bên này ngủ luôn và ăn bên này luôn. Đấy. Đi bắt đầu. Đây nhà chị Minh thì bếp cao hơn. Đấy, rau này là làm hết rồi. Đấy. Có rau, có bò. Bò. Đấy, cái này là gì? Tôm. Xả. Đây, cái rau này rửa rồi nhé. Đây, đây tôm. Rửa hết rồi. Rồi. Em lại đi về lấy tiếp. Cái này lấy gì chị? Thịt bắp bò. Bắp bò. Mực, trứng. Vâng. Ui giời, đang rã đông. Đang rã đông cả nhà. Ngon quá. Bây giờ mọi thứ đã xong rồi và bây giờ chỉ việc chén thôi. Ngày hôm nay có tình này có sung gì có anh Bình. Thế thì làm gì mà đã thấy nó mới rớt được một tí cơ. Thôi. Thế một kiểu rượu ngọt lắm. Bớt quên cái rượu. Ai rượu cái rượu vừa rồi đưa quên ra rồi. Để xem. Thế thì gần như là ông Bình mới pha đúng có một chi chi. Khỏi đấy. Khỏi đi kém những chén này hình thiếu chén rồi. Này cái này không ai mới đâu. Chị cái môi. Hả? Đây 5 chén thôi. Thế thôi. Cái môi ở sau lưng em. Ông nói cho đi, bọn tôi đang nghe này. Sao? Giờ em không ngủ qua, còn cái này là cái bát. Bốn cái môi chứ thôi. Ở đây. Chúng ba chén. Bỏ nhà chị thôi thiếu. Nhà chị bốn cái môi. Thôi thôi này chị hết thôi. Anh hay làm mặn cái xương đó mình quét nó bụng qua. Gặm đi. Thì xin phép là trước cái xương này. Sườn ở đây gọi thương em ơi. Sườn sụn ăn được rồi nhá. Một tí em bộ đẹp trai này không được. Không được. Thế mà mời anh chị đi nhà hàng. Không được bia luôn. Ngoan nhỉ. Thế bà cứ để xuống dưới tôi đây. Hôm nay còn được đạt bóc tôm rồi. Anh Bình, anh biết sao mà anh chưa tán được người chưa không? Anh chưa nói phép được đi ăn biết không? Sao mày nói phép gần 10 năm rồi mà mày vẫn chưa nào? Nếu mày ăn chưa đẹp, chưa tốt bằng anh Hồ, anh Bình. Nếu mà em thiếu mà đã gì đâu. Em thiếu một cái đó là cái tốt tính như anh Bình rồi thì em lại có cái nói phét. Nếu mà anh nói phét thì em kỳ nói phét quá. Anh mà cứ mạnh dạn nói phét như bọn em thì nói thật là có khi người ta đổ đấy. Đấy là ý là chưa tán được cả do chưa biết nói phét đúng không? Chưa, tức là mạnh dạn anh phải. Ở trong sọt như quê em nó gọi là phải nhồng lên, phải kiểu như là sung lên. Thế thì em phải đang học gần. Đây, đâu? Phải nói phét. Ăn đi. Ngon. Ngon cái bột sao? Ông kỳ say. Dai. Say nó nhất đi. Con to mà. Ông say nói vậy. Nói là để con Quỳnh cũng đỡ chút. Thế còn gì thằng gì chắc chắn cũng thiếu cái khoản này đúng không? Thằng gì thiếu nhiều ấy. Thằng gì thiếu nặng ấy. Thấy là nặng. Dạ. Tao Mỹ xem đây là bắt bắt tôm cho anh. Mỗi người bên ấy ăn tôm nhiều rồi, bây giờ sang đây bóc dân không? Dân chuyên nghiệp đúng không anh Hùng? Ừ, đúng rồi, nhà làm nhà hàng nữa, mà ở nhà nghe. Làm nhà hàng mà lát nữa anh xem trả lương sao cho nó thích đáng nha. Vé máy bay em không bao nhiêu tiền đâu. Yên tâm đi, anh mua cho từ Linh Đàm lên Mỹ. Bao nhiêu đạp đi? Dạ sáng mai chiều mai Mỹ Đình không chỉ là về Mỹ đầu tháng ba. Không biết là cô chú anh chị đã chuẩn bị cho nhà mình những cái món đồ để trang trí hay là những cái đồ món ăn để mà mình ăn trong nhà chưa ạ? Như Hùng thì hôm trước thì cũng đi siêu thị cũng mua một ít đồ rồi. Và hôm nay thì là tối qua mẹ của My ở trong Ninh Thuận có gửi ít chả cá với lại là có mấy chai rượu nho tự ở nhà tự làm ra để hai vợ chồng ăn Tết. Thì bây giờ hai vợ chồng sẽ đưa cho sang chị Vân với anh Thắng với lại Thương một ít gọi là chả cá đấy, cho với lại nhà chị Vân cả rượu nho nữa. Bây giờ hai vợ chồng sẽ đi qua đây rượu nho. Đây là chả cá Ninh Thuận này mọi người này. Đấy. Chả cá Ninh Thuận nhá. Ừ, đấy. Ngon lắm luôn. Đấy, cho nên là bây giờ sẽ đưa sang cho nhà chị Vân với anh Thắng với Thương luôn. Còn đây là rượu nho má làm. Ok.
gọi là có một ít thôi, nhưng mà gọi là có quà quê đưa ra ấy. Thì mấy anh chị em ở ngoài này thì là cứ mỗi lần ở quê có ai gửi đồ ra nhiều nhiều thì lại mà chia sẻ cho nhau mỗi người một tí để được được ăn được nhiều những cái đặc sản khác nhau ấy. Hành gì? Hành tím á? À. Hành khô ở chợ giấu gì? Thì chợ đó là chợ hành, hành Trung Quốc. Còn cái hành này á là hành, hành Ninh Thuận này. Anh nhìn cái hành này, nó có khác không? Nó đâu? Có ngon không? Đó. À, ơi nhầm. Nhìn hành này có ngon không? À. Hơi bị ngon luôn. Gửi ra cả hành này á? À? Vâng, hành này muối ăn thì hết, hết nước chấm luôn. Em sang cho mẹ hứa, tức là mẹ của chị Vân ấy. Rồi. Đây. Đây. Đây là cả bánh tráng nữa nè. Ừ. Bánh tráng bên Thuận nữa nè. Gửi ra cho con ăn Tết. Đâu nhà anh Thắng ở đâu rồi? Ở trong này. À ok. Đi. Bây giờ nhà Hùng đang, hai vợ chồng Hùng đang đi lại nhà chị Vân. Mở luôn đi, không cần đấy không? Hello mẹ. Hùng đi. Dạ vâng. Có ít quà quê mi gửi ra chị Vân. Quà trong Ninh Thuận á? Dạ, đây. Đây mẹ, đây đây mẹ. Ở đây à? Dạ, có rượu, có rượu nho với lại là hành tím à? Hành tím ở quê. Lại chả cá này à? À ngon này. Dạ. Cảm ơn nhiều nhá. Dạ. Em mình làm gì đây? Em mình làm nhà đây. À em mình chơi mình à? Ừ. Ngon thế nhỉ? À để Hùng sẽ xem là nhà chị Vân có gì chuẩn bị Tết rồi nào. Đây này. À, có một cây quất này. Cây quất này là anh Thắng với Hào mua mày. Ờ. À, rượu nho đấy, có con hổ hoành tráng luôn. Ôi ngoài đẹp nhỉ, sao đỏ đấy, sao đỏ tặng à, bên sao đỏ tặng con hổ vàng thật luôn. Vàng 24k chứ đấy, 24k nhưng mà chắc là cái ở ngoài thôi. Còn họ còn tặng cục vàng à, tặng cục vàng đỡ ông nổi đâu, nguyên cả cục thì nặng lắm. Ừ. Hôm nay chuẩn bị gì Tết cho chị? Đây. Đây rồi, có Tết thôi không? Đủ hết rồi. Đây gấp thịt đây rồi. Dạ. Hello new. Gấp thịt Tết. Mẹ nấu ăn nha mày. Nấu thôi, nấu cơm nếp. Gấp thịt Tết đây là này. Dạ. Gấp thịt nấu Tết đây là này. Ừ, đã nấu rồi á, mấy 2-3 mà mẹ. Ui giời, nhiều thế. Ừ. Cả một nồi luôn. Một nồi này là thịt kho tàu này. Dạ, con nồi này là mẹ nấu gì đây? Thịt đông. À, thịt đông đây à? Đi. Bây giờ ướp để tôi mới nấu rồi để cho nó ấy. Mẹ ơi, cái chả này nè, con bỏ ngăn đá ấy. Nên à, khi nào mẹ muốn ăn thì mẹ một là chiên nó lại, hay là bỏ vô lò thì nồi chiên không dầu á. Rồi, rồi. Dạ. À, cô chú anh chị ơi, nay thì Hồng My lại đi bắt tràn để đi mua mấy cây lậu hoa về một số đồ gốm sứ. Hồng muốn mua thêm một cái ấm trà to hơn một tí nữa. Ui. Chỗ bắt tràn làng gốm bắt tràn rất là nhiều đồ luôn. À, bây giờ My lại mua con lợn để sang năm đập. Năm tới về Ninh Thuận nên phải để lợn nữa. À, Hùng đi mua được 2 bộ ấm chén rồi. My mua được mới một lọ hoa, đang kiếm lọ hoa nữa. Đi mua lọ nào? Mua cái nhỏ nhỏ để về cắm mấy chú hoa nha. Quá nhiều loại. Cái này cắm mấy cái hoa nhỏ. My ơi,
ơi, cái này có mua cái hoa nhà được không? Đây mấy cái loại vừa sáng sáng vào đây như nào đây? Thiếu gì? Hay là cái này? Không, mấy cái đó. Nha. Đây mình một chọn lọ hoa chị này, chị xem kênh của vợ chồng mình còn tặng luôn lọ hoa. Bạn này là hỏi bao nhiêu tặng luôn. Để chở bạn này đi đây kìa. Không quen mà không quen mà không lấy được đây đâu. Bạn này chở đi. Em thì lấy được ngay rồi. Để cho chú quay. Đây, xin chào cô chú anh chị. Đấy, chẳng biết khi đến chợ. Có gì bán chị ơi? Vẫn 50.000 bạn ạ. Đấy, về để ăn Tết à? Bớt cho tài xế. Dạ, năm nay ăn Tết ở Hà Nội ạ. Rồi. Cho tài xế bớt cho tí đi. Thôi rồi, bớt cho 100 đi, là đến 500 không phải lăn tăn. Quá đẹp luôn, đúng ở trong ngoài của mình hết. 400 nhé. À không, 400 thì không bán được. 100 thì 100. 500 gọi là vừa bán vừa tặng thôi, chứ mà phần ngày Tết không lấy thất nhiều đâu. Thế bây giờ có mua gì đâu mi? Hả? Không mua gì nữa. Xong rồi. Xong rồi á? Hai bình hoa với lại ấm chè là xong rồi. Có. Mua gì nữa đâu? Xem có lòng xanh, lòng trắng nữa. Đây là nhiều loại ấm chè luôn. Đi đến đây hoa mắt lắm. Nhiều loại quá không biết chọn loại nào này. Cái này thế là đến ngày mai mình mới nghỉ tận nghỉ à chị? Chị nói hôm nay. À dạ. Ấy nhồng đi làm bắt hàng mua cả một đống đồ luôn cô chú anh chị nhỉ? Ba nhà. Chợ không hết còn phải thay. Không mua gì đâu. Mày phải xách đây ra. Khi đi bảo không mua gì đâu đấy. Thay tay xách này. Cả thùng này không hết luôn này bên đấy. Ấy và tòa nhà Hùng họ cũng đang nấu bánh chưng ấy. Đấy, tòa ở dưới tòa nhà các bác đang nấu bánh chưng. Nấu chín chưa bác? Khoai lang này này con này cả vô đó. Đây. Trời ơi, tí nữa. Đây nồi bánh chưng cô chú nha. À cô chú chị nhìn ấm cúng không? Tí nữa mình tối xuống ngồi đây trong bánh chưng này. Mình tí nữa mình mang ngô mang khoai xuống đây mình nướng, mình ở ông cho mình nướng nhá. Mấy giờ thì xuống ra được ạ? 10 giờ đêm ạ. 8 giờ lại xuống. 8 giờ tối. 8 giờ tối lại xuống nhỉ? 10 giờ ông mới dỡ gì ạ? Ừ. À 8 giờ tối dỡ. À 8 giờ dỡ rồi à? Ôi dỡ sớm quá. Thế 10 giờ. Để 10 giờ dỡ ông ạ, tối ngồi xuống ngồi cho vui. 10 giờ dỡ cho nó rèn bánh không ạ? Được bộ ấm chén đây. Cái này là cái gì đây? Con gà đấy, con mi tặng gà. Ôi. Gà có cái gì đấy gà? Ui giời ơi. Ôi. Con thích đấy. Đúng con thích không? Con bảo con mua lợn. À, nhưng mà cô Mi mua tặng con. Cô Mi tặng con đấy. Con cảm ơn cô Mi đi. Cảm ơn nhỏ thế nhỉ? Cảm ơn nhỏ thế nhỉ? Thích hơn. Một trong hai cái bình này có bình của chị như của em không? Đúng rồi. Đây bình hoa. Một cái màu đậm và con nhạt cho chị. À, đây đây là bộ tiền. À. Wow, cái nát thiết bộ kỳ cắm hoa nhá. Đây đây bên này anh Ben cắm này. Đây đây là kết quả nhà Hùng đi chợ hoa mua cái bó này về cắm đây cả bình đây luôn.
Đấy, và cây quất nữa. Đấy, và một cây chậu hoa màu xanh xanh xinh xắn ở trên bàn đây nữa. Cũng đã chuẩn bị cho Tết rồi, không biết là cô chú anh chị đã chuẩn bị sẵn sàng đón Tết chưa ạ? Và vừa rồi cách đây 2-3 ngày Hùng vừa có tham gia chương trình game show Tiền Khéo Tiền Khôn trên VTV3, hình như ra Tết mùng 7 là họ chiếu ấy. Đấy, thì cô chú cùng đón xem nhá. Hôm nay là 29, tối nay sẽ là đêm giao thừa rồi. Vợ chồng Hùng xin chúc cô chú anh chị và các bạn sang năm mới có một năm thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và an khang thịnh vượng. Và cho Hùng một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Xin chào, bye bye, Happy New Year.